đây là cặp của mình nha mọi người, đây là cặp của mình rồi. Tại đó mà ở trên mình không thấy được đâu nha mọi người. Thấy rồi, thấy rồi. Nên mà mở ra cho mọi người xem cho đó kia nha. Mở cái này trước. Có một con heo mammut. Ồ. Một con chim cánh cụt. Một con chim cánh cụt nha. Đây thì có những đồ của mình nha mọi người. Đây là đồ của mình. Đồ gì? Đồ à, rồi. Đây là đồ dơ của mình nha mọi người. Ok. Áo mình đang mặc đó. Đâu áo mình đang mặc đâu? Áo mình đang mặc mà. Còn đây là hai con thú cưng của mình. Sẽ để đây. Nó làm từ giấy. Hai con sẽ ở chung với nhau. Còn thêm một cái gì đó nữa trong đây. Đây rồi. Ở đây. Và một cái tấm. Để sợ hai con này soi gương. Mỗi ngày nó sẽ soi gương. Mình sẽ để cặp ở đây. Các bạn chơi cho vui nha. Ok. Đây là chỗ của kênh kính cục. Con này sẽ bảo vệ kia kính cục. Sẽ đi chơi cầu tụt nha mọi người. Đi về con chở về nha. Té nó nha. Dạ. Thôi ngồi lên cặp phải hư hết đồ. Ôi trời trời trời.